Các bạn có biết tối kia ai là những người may mắn nhất không ạ? Vâng, đó là những anh em làm hình ảnh, đồ họa và đặc biệt là anh em làm nhạc nữa. Khi mà Tim Cook cùng với cả cộng sự đã cho ra mắt rất nhiều sản phẩm iPad trong ngày hôm kia. Cùng với đó nữa là ra mắt kèm thêm những ứng dụng mới cùng với những cập nhật cho iPadOS. Vậy thì trong sự kiện đó có những gì? Thì mình nghĩ là bạn cũng đã xem các video khác rồi về tổng hợp sự kiện các thứ rồi tóm tắt recap rất nhiều. Thì trong video này mình sẽ đồng hành với các bạn để xem là 4 chiếc iPad ngày hôm qua đâu sẽ là chiếc iPad mà các bạn nên mua và đáng mua nhá. Mình là Trường, đây là Bác One, bắt đầu thôi. Mình biết rằng trong bất kỳ sự kiện nào của Apple, họ cũng cố gắng đưa ra rất nhiều thông tin cho chúng ta để có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm của họ cũng như là quyết định để chúng ta xuống tiền. Tuy nhiên thì quá nhiều thông tin chúng ta sẽ không để ý được nhiều đâu. Đến bây giờ mình sẽ chắt lọc ra những cái chính nhất để chúng ta bắt đầu phân tích cho từng sản phẩm iPad nhé. iPad Air năm nay của chúng ta sẽ có tới hai phiên bản, lần lượt là 11 và 13 inch cùng với con chip M2 cho cả hai phiên bản này luôn. Phần camera trước cũng sẽ được đặt ngang giống như phiên bản iPad Gen 10 gần đây. Cùng với đó, bộ nhớ cơ bản cũng sẽ là 128GB luôn và các bạn có thể up tối đa lên 1TB. Đối với iPad Pro sẽ có nhiều nâng cấp hơn. Giống như iPad Air thì iPad Pro cũng sẽ có hai phiên bản là 11 và 13 inch phục vụ cho từng đối tượng. Chất lượng màn hình cũng sẽ được nâng cấp trên cả hai bản size màn hình, đó là tấm nền OLED cho màn hình này. Phần vỏ bên ngoài, chúng ta sẽ có thêm một màu sắc mới, đó là màu Space Black, được làm mỏng đi hơn đáng kể so với tất cả các phiên bản iPad được ra mắt trước đó, cho cảm giác sử dụng nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Và đặc biệt nhất là con chip M4 lần đầu tiên xuất hiện sẽ có ngay trên hai bản iPad Pro 13 và 14 inch này. Chip M4 sẽ được công bố là mạnh hơn toàn diện so với cả chip M1 và tất cả các con chip A đã được ra mắt. Ok, đó là những cái chính và bây giờ chúng ta sẽ cùng mổ xẻ từng sản phẩm một nhá. Bản 14 inch của iPad Air lần này mình sẽ đánh giá là không nên mua và không đáng mua. Mặc dù là có nâng cấp về chip thật, tuy nhiên thì nâng cấp về chip nhưng mà chúng ta lại không nâng cấp về màn hình, không nâng cấp về camera để cải thiện hơn cho cái hiệu suất làm việc thì nâng cấp về chip để làm gì đâu. Các bạn nghĩ rằng là có một con chip mới chúng ta có thể chơi được game xịn hơn các thứ thì bản thân con chip M1 nó đã đang rất là khỏe rồi. Và các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được những cái chiếc iPad Air 5 chạy chip M1 để sử dụng chơi game mà giá chỉ có hơn 13 triệu tại Mark One như các bạn có thể xem giá ở đây. Như vậy thì chúng ta cũng không có cái gì thu hút để mà có thể nâng cấp lên cái bản 14 inch này cả. Chênh nhau có 0,1 inch thì thôi, chúng ta phiên phiến thôi nhá. Còn lại thì cái điểm duy nhất khác biệt đó là về phần bộ nhớ trong cơ bản, nó sẽ là 128GB. Thì nếu như cái sản phẩm này ra mắt ở thị trường Việt Nam tại thời điểm này á, thì bản 128GB này giá chắc chắn là nó sẽ phải ngang ngửa với cả bản 256GB của iPad Air 5. Vì vậy nên nếu như các bạn nào mà mua được iPad Air 5, kể cả cũ hay là mới thì cũng đều là ok hơn so với cả bản 11 inch của iPad Air 2024 này nhá. Còn bản 13 inch là một bản nó mới hoàn toàn luôn nên mình nghĩ rằng là các bạn có thể lấp lửng mua hoặc không mua. Nếu như các bạn cần màn hình to thì ok, các bạn chọn được bản này, rất là phù hợp. Nhưng hãy cần cân nhắc kỹ nhá. Cái bản iPad 13 inch này ấy, thì các bạn nên lựa chọn vào một cái khoảng thời gian sau khi mà giá đã bắt đầu nó có dấu hiệu là hạ nhiệt rồi. Ok, đó là xong cho hai bản iPad Air. Còn đối với cả bản iPad Pro thì sao? Câu trả lời của mình sẽ là có cho cả hai bản luôn, iPad Pro 11 inch và iPad Pro 13 inch. Lý do thì rất đơn giản thôi. Cái gì mà nâng cấp toàn diện thì mình sẽ ok và recommend nó. Nâng cấp ở đây chúng ta sẽ có độ mỏng của máy đã mỏng đi hơn rất là nhiều. Từ cảm giác cầm nắm cho đến việc di chuyển chúng ta cũng sẽ tốt hơn. Nó mỏng có 5,1mm thôi, vậy tức là nó mỏng hơn tất cả các con iPad Pro khác. Mà ngày trước nếu như các bạn đã trải nghiệm iPad Pro rồi thì cũng thấy được cái độ mỏng của nó đã rất là tốt. Mà bây giờ nó còn mỏng hơn nữa thì cầm có phải tuyệt vời không? Và chiếc iPad Pro này cũng sẽ giống với cả MacBook Pro bản 2023 cuối năm vừa rồi, khi mà có thêm màu mới, đó là màu Silver và màu Space Black. À thực ra có màu Space Black thôi. Đó, cũng không mới lắm nhưng mà nó mới so với cái iPad, được chưa? Đó là những nâng cấp ở bên ngoài. Còn đối với cả những nâng cấp mà chúng ta sẽ cần quan trọng nhất, đó là màn hình và chip. Thì màn hình OLED thì các bạn đã nhìn thấy những cái màn hình OLED của Apple rồi, nó rất là đẹp và màu sắc cho da thì thôi, miễn chê luôn. Ngày trước bản mini LED ở trên iPad Pro M2 hoặc M1 nó đã ok, thì đến bản này chắc chắn là nó sẽ còn cải thiện hơn rất là nhiều. Và các bạn có thể hoàn toàn cảm thấy xứng đáng khi mà bỏ tiền ra mà mua cái bản iPad này với một chiếc màn hình OLED mới. Mà Apple cũng đã công bố ra rằng cái bản màn hình OLED này cũng được nâng cấp hơn nhiều đấy nhá. Nó sẽ có cái công nghệ màn hình mới cho cái bản OLED này. Vì vậy nên nếu lựa chọn là ok. Và sự bất ngờ lớn nhất trong sự kiện ngày hôm kia cũng là điểm chính mà chúng ta nên cân nhắc để lựa chọn cho bản iPad Pro 2024 này, đó là con chip M4. Vâng, con chip M4 này chưa hề có trên bất kỳ một sản phẩm nào của Apple cả. Và bây giờ trên chiếc iPad này sẽ là sản phẩm đầu tiên. Nếu như nhìn lại với những con chip M1 hay M2 ở trên iPad, chúng ta đã có thể hoàn toàn hài lòng với sức mạnh của nó. Thì đến với cả bản chip M4 này, cải thiện hơn về cái việc học máy này, AI này,
rồi có thêm nhiều các cái tính năng khác ở trên con chip, khiến cho chiếc iPad này nó càng đáng mua hơn nữa. Và đến đây thì các bạn nào mà chờ iPad M4 ra để mua thì mình thấy xin chúc mừng các bạn luôn, bởi vì các bạn đã chờ đợi hoàn toàn xứng đáng cho cái bản iPad lột xác toàn diện này. À mà đấy, chưa kể nhá, nâng cấp thêm cả về phụ kiện nữa luôn. Magic Keyboard của chúng ta bây giờ cũng không còn cái chất liệu ngày xưa mà dùng một thời gian xong nó bong chóc ra trông nó ghê ghê nữa, mà bây giờ nó cũng đã được làm bằng chất liệu kim loại rồi. Và thêm vào đó nữa, có thêm cảm ứng lực ở trên phần touchpad thì các bạn cũng sẽ có cái trải nghiệm tốt hơn ở trên chiếc iPad này. Và cả Apple Pencil Pro nữa, rất nhiều nâng cấp ở trên chiếc bút này mà ai làm digital art thì cực kỳ mê các cái thao tác ở trên chiếc bút này luôn đấy nhá. Được rồi, đó là những quan điểm cá nhân của mình về 4 chiếc iPad ngày hôm qua. Các bạn có đồng ý với quan điểm đó không? Thì nếu có, hãy để lại một nút like hoặc là có thể bình luận thêm ở phía bên dưới về các ý kiến khác của bạn về 4 sản phẩm này. À, các bạn có để ý không? Ở cuối sự kiện của Apple ấy, Tim Cook có úp mở cho chúng ta về sự kiện WWDC vào tháng sau. Vì vậy, chúng ta cũng có thể là bắt đầu dự đoán dần về sự kiện này có những gì nhá. Nếu như các bạn hứng thú thì cũng có thể comment ở phía bên dưới và yêu cầu mình để xem có nên làm video này hay không. Được rồi, cảm ơn các bạn đã xem đến đây và hãy ủng hộ Mark One nhiều hơn nữa bằng nút đăng ký kênh ở bên dưới này nhá, để không bỏ lỡ những nội dung cực hay có trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.